chào các bạn. Mình đang có mặt tại quán cà phê Gió và Nước. Đây là một trong những quán cà phê nằm ở trên phường Phú Thọ, thủ đô 1, tỉnh Bình Dương. Quán cà phê được thiết kế bởi kỹ sư Võ Trọng Nghĩa. Đây là một trong những quán cà phê mà đã giành được rất nhiều cái giải thưởng của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và quốc tế. Sau khi cái xe xong thì mình sẽ đi ra một cái con đường đi vào thẳng trong cái quán cà phê Gió và Nước. Hai bên đường phải nói là khi mình đi vào thì cảm giác giống như về một cái làng quê dập bóng tre. Phía bên tay trái của mình là những cái lũy tre được thiết kế trên con đường đi vào, giống như mình đang đi về quê vậy các bạn. Rất là mát mẻ, thậm chí là còn người ta giữ lại những cây mít để làm cái khung cảnh. Đập vào mắt mình đầu tiên đó là cái thác nước được làm bằng cái bờ đá và cho nước nó giả xả từ trên xuống. Phía trên thì có những cái lũy tre. Thực ra cái này gọi là cái tầm vông, người Bình Dương ở đây gọi là cái tầm vông đúng hơn. Và chúng nữa đi vào trong thì mình sẽ thấy những kiến trúc rất là đẹp và hoàn toàn làm bằng từ cái cây tầm vông này. Đã bạn thỉnh thoảng nghe những tiếng chim hót và cảm giác trở về một cái nơi rất là thanh bình. Phải nói là đây là một quán cà phê rất là đẹp. Quán cà phê này thì được thiết kế dựa trên kiến trúc bởi các cái cây tầm vông có sẵn ở trong cái khu vực này, và những cái tầm vông này được sử dụng để mà làm lên cái kết cấu các cái mái cũng như là cái bàn ghế ở trong cái quán cà phê này. Các bạn thấy không gian người ta không sử dụng hết mà người ta trừ lại những cái bụi tầm bông như thế này để làm cái khung cảnh luôn cho quán. Do đó nó tạo lên một cái không gian nó vừa mát và nó có một cái đặc thù riêng, khiến cho khi mà mình bước vào quán thì cảm giác cái sự thân thiện và mát mẻ, khiến cho mình thấy là nó giống như đang ở trong một đồng quê vậy. Ý tưởng đặc biệt của quán cà phê Gió và Nước đó là nó ứng dụng cái nguyên tắc khí động học, tức là công trình này nó sử dụng cái năng lượng gió và nước kết hợp để mà làm mát cái không khí, cũng như là khi mà khách hàng tới đây uống nước thì có cảm giác mát không phải là từ cái máy lạnh tỏa ra, mà chính là cái gió tự nhiên của không khí kết hợp với nước trong hồ của quán này. Nó giống như một cái máy điều hòa nhiệt độ tự nhiên. Thì toàn bộ cái quán cà phê này thì được xây dựng từ khoảng 7.000 cái tầm vông. Các bạn thấy là đây là cái tầm vông này. Thì trong cái quán này nó sử dụng tới 7.000 cái tầm vông như vậy. Giờ mình sẽ đi vô trong đây tham quan quán nữa. Trong của quán thì các bạn thấy là cái
cấu và kiến trúc của quán đều làm bằng từ cái cây tầm vong kết nối lại. Hoàn toàn là không có một cái cây đinh nào hết, tất cả đều kết nối và ghép lại với nhau bằng những cái sợi dây như thế này. Những cái trụ của quán, những trụ thì thay vì làm bằng bê tông cốt thép thì nó được kết cấu bằng những cái cây tầm vong ghép lại và uốn lên để tạo cái giá đỡ cho cái mái hiên của cái quán này. Và cái quán này thì sử dụng tới 7.000 cái cây tầm vong để mà làm lên cái quán này. Ở bên đây thì có một số cái cây tre, và người ta cũng thả những con le le trong cái hồ nước như này. Đây mình sẽ lên trên đây. Người ta còn trồng những cái cây si và cây xanh để bao phủ cái quán này để cho nó mát hơn. Đây phía bên đây thì có rất nhiều cây tre. Phía bên hông quán thì là đây, người ta trồng những cái cây tre bao phủ như thế này. Đây là khoảng trống của quán, người ta cũng chưa có. Bên kia có thể là không biết của quán à. Bên kia là cái câu lạc bộ bắn cung. Câu lạc bộ bắn cung của quán thì đây nó có một câu lạc bộ bắn cung, thì bạn nào có thích bắn cung thì có thể là xuống phía dưới này. Đây phía kia nó có cái tấm bia đó, tấm bia để bắn cung đẹp. Thấy là nó có một cái cây lên, cái tre là rất là đẹp.